này thiện hiện vì bốn niệm trụ chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác bốn niệm trụ. Bốn niệm trụ tức là bản tánh không, bản tánh không tức là bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo tức là bản tánh không bản tánh không tức là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo này thiện hiện vì thánh đế khổ chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác thánh đế khổ thánh đế khổ tức là bản tánh không bản tánh không tức là thánh đế khổ thánh đế tập diệt đạo chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác thánh đế tập diệt đạo Thánh đế tập diệt đạo tức là bản tánh không, bản tánh không tức là thánh đế tập diệt đạo. Này thiện hiện, vì bốn tịnh lự chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác bốn tịnh lự. Bốn tịnh lự tức là bản tánh không, bản tánh không tức là bốn tịnh lự. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác bốn vô lượng, bốn định vô sắc bốn vô lượng bốn định vô sắc tức là bản tánh không bản tánh không tức là bốn vô lượng bốn định vô sắc này thiện hiện vì tám giải thoát chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác tám giải thoát tám giải thoát tức là bản tánh không bản tánh không tức là tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ tức là bản tánh không. Bản tánh không tức là tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Này thiện hiện vì pháp môn Đà La Ni chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác pháp môn Đà La Ni, pháp môn Đà La Ni tức là bản tánh không, bản tánh không tức là pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác pháp môn Tam Ma Địa, pháp môn Tam Ma Địa tức là bản tánh không, bản tánh không tức là pháp môn Tam Ma Địa. Này thiện hiện vì pháp môn giải thoát không chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát không tức là bản tánh không, bản tánh không tức là pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện tức là bản tánh không, bản tánh không tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện.